Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an vừa thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Cụ thể, căn cứ khoản 4 điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự giai đoạn 2, đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an thông báo đến các đơn vị tổ chức cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.